Xin chào các bác, em vừa về thêm một cái lô máy rửa bát mới dọn lên phục vụ các bác luôn. Một cái con rửa bát TI8, NPTI8. Con này thì mọi thứ về các cái phần bên trong các bác nhé, từ phần bo mạch hay đến các cái phần này của nó, các cái giá trước của nó thì nó giống như TR8 đấy, nhưng mà nó lại vẫn sử dụng các cái cánh của bọn TR7 đấy. Sử dụng cánh của TR7 cho nên là cái giá nó vẫn khá là mềm mại. Đây là 2015 đấy. Trước này thì em bán giá như là TR7 cho các bác luôn là 3 triệu 9. TI8 bác nhé, 3 triệu 9 em bán giá ngang với cả TR7. TR7 và giá 3 triệu 9 á. CD máy là 0150, TR6 là 3 triệu rưỡi. Con này thì em bán là mã số 6 các bác, có một con duy nhất cái mã này thôi, TI8 thôi nhé. Các cái giao diện này hay là cái các cái mạch nước ở trong là nó cũng là sử dụng giống của TR8 luôn. Từ các cái giá này, các cái màu sắc này con này đấy, nó là của TR8 nhé. Đấy, con máy khá là đẹp luôn, mọi thứ khá là ok. Máy rửa bát thì bên em bán nó quá là nhiều rồi cho nên em cũng không giới thiệu sâu nữa. Chiều cao của máy này nó cao, nó mở lên là 65 này, các bác mua các bác lưu ý nhé, nếu đặt tới bệ bếp mình cân đối. Chiều ngang này là 55. Cái con này mã số 6 này em bán là 3 triệu 9, bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển, chưa bên app. Thì các bác có nhu cầu các bác ủng hộ bên em nhé. Chào các bác.